những quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, những hàng người dài xếp hàng chờ để tính tiền. Đây là tình trạng khó mà tránh khỏi tại các hệ thống siêu thị mỗi dịp lễ Tết, khi mà nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Trước tình hình này, hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop cũng đã xây dựng nhiều giải pháp giúp thanh toán nhanh gọn. Thứ nhất là Sàn Coop cũng chuẩn bị các kênh bán hàng mà bản thân bà con có thể đặt hàng qua điện thoại, đặt hàng online và để cung cấp hàng hóa đến cho người tiêu dùng ở trong tại cái bán kính phục vụ của mình. Thứ hai là về mặt giải pháp ở tại các cửa hàng thì các phương tiện thanh toán phi tiền mặt, các cái hình thức thanh toán mới mẻ hơn thì cũng đã được áp dụng. Ngân hàng có lẽ là đơn vị chịu áp lực lớn vào dịp Tết khi phải đảm bảo cung ứng nguồn tiền mặt để phục vụ nhu cầu chi tiêu của người dân. Một trong những nhiệm vụ phải thực hiện để đảm bảo điều này là hệ thống ATM phải hoạt động 24/24, không để xảy ra tình trạng máy hư hay hết tiền. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này vẫn xảy ra và các ngân hàng đã phải tính đến việc đẩy mạnh giao dịch không dùng tiền mặt. Cùng với sự phát triển của giao dịch ngân hàng điện tử thì số lượng giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, giá trị giao dịch thì ở mức độ nhỏ hơn vì mức độ giao dịch đã thâm nhập vào hàng ngày. Vì quy mô tăng thì mức phí trên mỗi giao dịch cũng được các ngân hàng giảm thiểu. Trong tương lai, cùng với sự phát triển của các giao dịch không dùng tiền mặt thì chắc chắn chi phí giao dịch sẽ được giảm đi đáng kể. Và các ngân hàng chúng tôi cùng với các đối tác tham gia dịch vụ thanh toán này đang cố gắng để làm sao giảm phí giao dịch ở mức tốt nhất cho khách hàng. Định hướng của Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện chú trọng vào một số các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, đó là tiếp tục triển khai mạnh mẽ các đề án của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán trong lĩnh vực công, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán chủ động cung cấp dịch vụ thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ công cũng như là các khách hàng. Và cuối cùng là phải tăng cường công tác an ninh an toàn bảo mật. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, vào tháng 7 năm 2018, Việt Nam là quốc gia có lượng giao dịch phi tiền mặt thấp nhất trong khu vực khi chỉ đạt 4,9%, trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc là trên 26%, Thái Lan là gần 60%. Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.